Ekip Check in Việt Nam chúng tôi bắt đầu đi tới Hòa Bình mọi người ơi. Đường đi rất đẹp nha. Từ Hà Nội đi Hòa Bình chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Đường êm. Hồi nãy thì chúng tôi ăn một cái quán phở ven đường rất ngon rồi, nhưng mà không kịp quay vì đói quá. Đó. Đây là lái xe chúng tôi, bạn Long đẹp trai. Hai Long. Long cũng chuyên đi thêm làm thêm nha các chị ơi. Đây chị Hằng nha, Hằng ơi. Bán cái Hằng Hồng. Hello. Hồng ơi, lâu lắm là chị mới đi check in lại với chúng ta đúng không? Từ năm ngoái giờ hả? Em nhớ là từ hôm mà như là ở cái gì trắng trắng đó chị nhỉ? Tức là lâu lắm mới đi với Phúc. Thầy Phúc cứ bỏ chị. Phúc chả chịu ra với chị cho nên là khó. Bây giờ đây có Long giúp chị rồi, Long giúp chị Hồng Long ơi. Được rồi, hôm nào không có Phúc thì Long giúp nhá. Sau lưng là anh Chu Vui và anh Xuân Trinh. Hai anh ơi, chào khán giả đã ơi. Rồi tiếp tục coi đường đi tiếp. Ráng clip này lên triệu view các anh chị ơi. Em kiếm thêm kiếm sữa về nuôi con em các chị ơi. Đường đi rất êm, nhưng có một đường đi hả Long? Không, hai đường này, đường này đường ngon nhất rồi. Đường này mới là đường gì? Đường này là đường cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Cao, mọi người nên đi đường cao tốc Hà Nội Hòa Bình nó ngon lành hơn nha. Còn đường kia thì thôi nó khó khăn hơn đường đi. Đấy. Ở trên Mai Châu thì có nhiều món ngon lắm, cho nên hôm nay chúng tôi sẽ lên sẽ giới thiệu mọi người những cái món ngon nhất của Mai Châu, đặc biệt là các Mai Châu có rất nhiều người đẹp nha mọi người. Các cô gái Mai Châu thì dân tộc gì là chính các chị ơi? Thái Mường Mông. Em thấy là Mông là nhiều đúng không? Thái nhiều hả? Đó, đây là có những cái villa nào để lên này, chưa? Dọc đường nghỉ dưỡng này. Nghỉ dưỡng này. Không nghỉ dưỡng hả? Trong đấy nghỉ dưỡng cho người ngủ ngạt thuốc đấy. Là kêu là nghĩa trang đúng không? Forest. Forest đúng không? Forest Villa. Nghỉ dưỡng cho các cụ nha mọi người. Chơi Việt Nam này là đường đi ngon lành đẹp, vào cái mùa này bắt đầu vào cuối thu đầu đông rồi là thời tiết khá xịn luôn. Trời ơi, mặt trời đẹp chưa? Có cái bài gì Tây Tiến đúng không chị? Là phải Mai Châu này không? Tây Tiến đàn quân và thơm nếp xôi gì đó. Cái bài Tây Tiến đó mọi người là đây nha. Mình đi không có mùa nào được cánh đồng lúa vàng ha. Xa xa kia là đèo Đá Trắng mọi người ơi. Đường đi lên rất đẹp nha, như Đà Lạt luôn. Cho bả nè, được không? Quá đẹp, 4K mấy 16 xịn. Được 2 tập rồi. Sắp tới nơi mọi người, một cái homestay ở Mai Hịch, tỉnh Hòa Bình. Đi vào tới nơi đây là cũng phải 3 tiếng nha mọi người. Sắp tới rồi, sắp tới thành phố Hòa Bình thì 1 tiếng nhưng mà đi vào tới đây là phải 3 tiếng. Đến trái à? Đã đến á. Đây. Mai Sơn được. Xem có vào được không thì chị phải xem. Em thấy cửa nó hơi nhỏ. Sân kia thì khả năng không vào được. Thôi từ các chị cứ xuống rồi. Em xe vào thôi, lùi vào thôi. Do cái đít vào thôi chứ còn cái đầu vào thì hơi khó. Bạn Huyền nha, bạn Huyền là người ở Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình đây đang chở Phúc đi. Mình đang đi trên suối gì đó Huyền hả? Mình đang đi trên suối Xia ạ. Suối Xia, suối này thì là sẽ chảy từ đâu về đâu Huyền hả? Thượng nguồn thì nếu mà em không nhầm thì sẽ là từ trên Sơn La đấy ạ. Một nhánh nhỏ của cái sông từ trên Sơn La xuống ạ. Và thường thì thời điểm nào khách du lịch đi trên đây nhiều nhất? Thì tránh cái mùa lũ là từ tháng 8 đến tháng 10 thì hầu như là tất cả những tháng còn lại thì mình có thể di chuyển được ạ. Mình có thể tham quan ở trên suối được. Thế nó cạn, khá cạn Huyền ạ. Dạ vâng. Mùa này thì sang mùa ít nước hơn rồi anh ạ. Thì sang mùa hè thì nó sẽ nhiều nước hơn. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là nhiều nước nhất. Bây giờ thì ít rồi. Dân ở đây sinh hoạt về phần nông nghiệp luôn ạ. Nhưng mà mưa thì chắc là không đi được suối này đâu. Dạ vâng. Nếu mà mưa mà nước ít hơn này một tí thì mình có thể vẫn đi được. Còn nếu mà nước dâng quá thì các hoạt động về du lịch thì mọi người cũng sẽ ngừng hoạt động ạ, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Anh nói cho đấy khưn mà cổ nhạc vào lông bay là nói gì đấy khưn mà nói nữa không? Nói nữa. Đấy mà cổ, đấy mà cổ. Nó hỏi về nó bấm ngược mà mới là chưa à? Có hai cái nằm rồi này. Cái béo nó khoáng không? Cái béo khoáng này nó tao. Cái bà nó. Gà chú, một cái chú đang quăng lưới. Mình đặt bắt cá bà con ở đây như thế nào? Đây là cá suối á mọi người. Và mùa lũ thì sẽ có nhiều cá hơn. Bây giờ là màn đạp xe đạp nha mọi người. Đi dạo quanh cái bản ở đây bằng xe đạp ở Hòa Bình. Thế chúng tôi phải đi xe máy thôi. Rất là thú vị luôn. Và tới Hòa Bình thì nhớ để đạp xe đạp, đi một vòng chơi cho mọi người nha. Đây, Hiệp chúng tôi đây. Đây, mọi người đang chạy trước đây, ekip quay phim là bạn Huyền, người con của Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình, dẫn chúng tôi đi bằng xe đạp một vòng quanh bản rất là đẹp luôn. Ôi ôi, coi Check in Việt Nam trên VTV2 thôi mọi người ơi. Hello, hello cả nhà ơi. Đây chị Hồng, chị Hồng, anh Trinh, chị Hằng, anh Vui. Yeah. Còn đây là các bạn khán giả chúng tôi đã nhờ để mà đạp xe đạp chạy cùng chúng tôi. Các bạn ơi, hey. Huyền ơi, hey. Alo ạ. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 alo. Hey. Việt ơi, cái đường đất phía trước đúng không? Cái phải cái trái. Đẹp quá mọi người ơi. Wow. Đạp xe đạp với lại nhớ tới Bố ơi mày đâu thế mùa 4 đó mọi người, 2017 ở đây. Cảnh hai bên đường rất là mát, rất đẹp luôn và trong xanh. Chúng ta quay hình như là ở Tuyên Quang cái kết đó. Đó, vậy ekip cũng đang đi vào để quay những cái chỗ mà làng nghề rồi các cái nơi địa điểm đẹp của Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình. Một tỉnh rất là đẹp, cách Hà Nội khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe đi vào đây, cái xã, cái huyện này. Còn tỉnh Hòa Bình thì trung tâm thành phố Hòa Bình thì đi tiếng thôi. À, cảnh đồng ngô kế bên này. Ngô Đồng ơi. Ekip VTV thì bạn đang chạy chứ bằng xe máy và bạn Huyền thì dẫn bằng xe đạp đi. Đẹp quá luôn. Đó, đây. Ekip đây, ekip đây. Ok, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bà Hồng lái ông Xuân Trinh nha mọi người đây. Trước không phải là xe ôm đâu, bà Hồng giơ tay ra đi Hồng ơi. Đấy là Hồng đó nha mọi người, chị Hồng nha, chị Hồng của chúng tôi. Chứ không phải ông xe ôm nào đâu. Trên kia là bà Hằng lái ông Vui. Đi chưa? Đi nha. Hết nước chấm mọi người ơi, quá đẹp. Xa xia cái đỏ kiểu như là rừng mà chuyển mà lá màu đỏ và chuyển có mùa thu á. Trời ơi kìa, hình kia đẹp chưa? Cảnh rất là đẹp luôn Huyền ơi. Đây là một cái vườn trái cây hả? Đây là vừa là vườn xoan, vừa là vườn lấy gỗ xoan và vừa là vườn trồng cây ăn quả lâu năm. Mà gối đằng sau lưng một cái đồi đất đỏ nó như là cái lá phong ẩn lên đó. Như là lá nó chuyển màu ửng lên, đẹp chưa mọi người nè. Như bức tranh. Nói chung là nên đến với Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình và tới với homestay Bichon. Yeah. Như MV luôn. Đây, cho mọi người coi cái cảnh ở trên kia nè, đẹp chưa? Hừng đỏ lên. Xuất sắc. Hai nàng chúng trốn cha trốn mẹ đi hẹn hò ở vườn bưởi. Đây vườn cam vườn bưởi này mà chưa có trái, sương mù luôn. Oh.